Hà Bảy Ngon xin giới thiệu với quý vị bà con, đây là hai mẫu sục đảo thuốc dùng cho phun thuốc trừ sâu. Những cái sục đảo thuốc này sẽ rất tiện lợi khi bà con pha thuốc, sẽ sục đảo thuốc rất là đều và chúng ta không phải khuấy bằng thủ công, bằng tay. Chúng ta dùng gậy chúng ta khuấy, mà cái này thì chúng ta sử dụng luôn cái nực của tia nước nắp vào đây. Đây là cái dây để chúng ta nắp vào đây để chúng ta dùng cái nước ra khuấy đều. Thì đây là cái sục ba tia, tức là ba cái đầu tia này nó ra ba góc này. Thì cái đầu này là đầu hút thuốc lên này, còn cái này là chúng ta vặn vào một cái đầu da của dây áp lực. Đầu da thì chúng ta một đầu da phun thuốc và một đầu da để nó đẩy nước xuống đây vào cái lỗ này để nó sục mạnh. Cái này thì dùng cho máy motor 1,1 kg hoặc 1,5 kg hoặc 2,2 và 3 kg. Thì cái máy này, những cái máy đó thì áp suất nó lớn thì chúng ta dùng cái này thì nó khuấy rất là mạnh và đều. Còn đối với những cái dòng máy ví dụ như máy nạp pin hoặc cái máy 1,1 kg hoặc 1,5 kg thì chúng ta có thể dùng cái này. Nhưng cái này nếu mà bà con mà dùng cái máy motor 1,5 kg hoặc 1,5 kg chúng ta dùng thì cái này nó có một tia thôi, nó quay, nó đảo nó quay này. Và tất cả hai cái dòng này nó đều có cái màng inox để nó nọc giác và cặn nhé, nọc giác và cặn. Đây thì nó, cái này nó cũng hút nước lên. Thì cái này thì nếu mà bà con dùng motor thì Hà Bưởi Ngon sẽ khuyên bà con là dùng cái ba tia này sẽ tốt hơn, bởi vì motor nó khỏe. Motor nạp điện từ 1,1 kg đến 3 kg. Còn đối với những cái dòng mà máy nạp pin thì bà con dùng cái này, vì máy nạp pin là nó sẽ không khỏe mạnh bằng cái motor chạy điện. Motor chạy điện chúng ta dùng cái này nó sẽ khỏe. Còn cái 1,1 kg hoặc 1,5 kg thì bà con có thể là dùng cái này đối với motor 1,1 kg, nhưng từ 2,2 kg và 3 kg là chúng ta nên dùng cái này. Ở đây là đều có dây, đều có cái cuộn dây Hà Bưởi Ngon làm sẵn. Nhưng mà đây là dây này chỉ dùng sử dụng cho motor nạp pin, tức là nạp điện đấy. Còn nếu mà bà con nào mà dùng motor chạy điện trực tiếp 1,5 kg hoặc 1,5 kg thì bà con phải nói với Hà Bưởi Ngon để Hà Bưởi Ngon ép cái dây này. Thì cái dây này thì nó đắt hơn cái dây đỏ này một chút đấy. Thì cái dây này nó mới chịu được tải của cái áp suất của cái motor 1,5 kg hoặc 1,5 kg. Còn đối với cái dòng mà nạp pin ấy, thì dùng cái dây này là thoải mái rồi. Số điện thoại liên hệ mua sản phẩm của Hà Bưởi Ngon là 0968 129 996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị và con đã theo dõi. Bây giờ cuối năm và đầu năm là thời kỳ chúng ta cần phải phun thuốc sau thu hoạch và đậu quả non rất là nhiều, nên bà con nào chưa biết hoặc chưa có cái sục đảo thuốc như thế này thì sau khi xem được video này bà con liên hệ ngay với Hà Bưởi Ngon để chúng ta sử dụng cho nó khuấy đều thuốc và nó đỡ nguy hiểm đến trực tiếp đến người lao động. Bởi vì khi chúng ta khuấy bằng tay mà chúng ta cắm cái gậy và chúng ta khuấy nó vừa không đều mà gần thuốc nhiều là nó rất độc hại. Thì cái này thì nó khuấy là khuấy từ đầu đến cuối luôn, nó khuấy từ đầu bà con pha thuốc cho đến lúc phun hết thuốc luôn, nên nó rất là đều.